nổi tiếng từ giai đoạn thập niên 90 ở vai trò diễn viên, Quyền Linh từng khiến biết bao khán giả nữ say đắm bởi bề ngoài điển trai, phong trần. Qua độ tuổi thanh niên, tài tử sinh năm 1969 chuyển hướng nghề nghiệp sang làm dẫn chương trình và thu được sự yêu đương từ đông đảo công chúng với hình ảnh giản dị, chất phác. Có thể khẳng định, vị đại gia dép tổ vương này là một trong những nghệ sĩ Việt X anti-fan nhất. Có một thời gian, hình ảnh Quyền Linh phủ sóng hầu khắp các show truyền hình ăn khách như Tam Sao Thất Phiên Bản, Không Gian Đẹp, Ca Sĩ Bí Ẩn, Vì Người Chơi Xứng Đáng, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vượt Lên Chính Mình. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn thế hệ đây với Việt Nam Net bên lề họp báo Bạn Muốn Hẹn Hò mùa 7, Quyền Linh bất ngờ tuyên bố đã chuẩn bị nhường ghế cho người thế hệ sau nhiều năm gắn bó với show này, cũng như từng nhiều lần xin ban tổ chức cho nghỉ dẫn. Anh nói thêm, còn từ chối rất nhiều chương trình, phim trong thời gian vừa qua. Quyền Linh muốn giảm bớt công việc để giữ gìn sức khỏe. Bên cạnh việc thấy phiên bản thân đã cũ, nam diễn viên đồng tiền xương máu chia sẻ, bề ngoài trông anh bình kém nhưng bản chất bị rất nhiều bệnh như đau dạ dày, gan, thận. Theo Quyền Linh, đây là kết quả của một thời gian dài làm việc miệt mài, phơi sương dầm nắng quay chương trình, ngủ bờ ngủ bụi, ăn uống không điều độ, đảm bảo dinh dưỡng. Anh kể, có những đêm không ngủ được vì bị những cơn đau đầu hành hạ, không biết làm gì ngoài khóc thầm. Sức khỏe của tôi hiện còn khoảng 40%. Tôi phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày, Quyền Linh nói. Quyền Linh được thầy thuốc khuyên nên giảm công việc, nhưng vì yêu nghề, mong muốn làm được điều gì đó cho những mảnh đời bất hạnh nên anh vẫn cố cho đến bây giờ. Anh nhấn mạnh, rất tự hào giàu vui vì những gì đã làm được, chặng đường dài đã đi qua, nhưng hiện tại tôi không ham danh vọng mà muốn nghỉ ngơi. Mong muốn của Quyền Linh là có nhiều thời gian dành cho gia đình, được dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, rồi đưa đón con đi học. Anh khẳng định, không tuốt hẳn khỏi showbiz mà hạn chế nhận các show giải trí, ưu tiên chương trình có ý nghĩa nhân văn. Quyền Linh khai mạc hoạt động nghệ thuật từ năm 1992 ở nhiều vai trò khác nhau từ diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, nghệ sĩ kịch nói và dẫn chương trình. Gần 30 năm sự nghiệp, anh tham gia hàng trăm phim điện ảnh lẫn truyền hình, được đánh lạnh là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam. Sau này, khi dần có tuổi, anh tập trung chủ yếu vào nghề và gặt hái được kết quả đáng ngưỡng mộ. Tính đến nay, Quyền Linh là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất, với tổng cộng 6 giải. Trong đó, Game Show Vượt Lên Chính Mình do Quyền Linh làm đạo diễn và đã giành được 5 giải Mai Vàng từ năm 2005 đến 2008.